chắc rồi. Em nhìn nó lăn đâu. Mệt. Quay về. Ủa, cái gì? Đậu dây tụi bay. Nhìn nó lăn trắng cả mặt. Lái xe nào. Ôi, bọn này biết chơi anh em à, nó biết chơi, rồi bọn nó biết chơi anh em ơi. Đợi anh em à, đợi anh em à. Đợi xong rồi lăn tại vì lấy cái tốc độ chạy. Bọn này nó biết chơi đấy. Ủa đâu phải đâu, nó AFK chứ. Ủa không thấy ai hả ta? Người đâu hết rồi. À đù. À đù. À đù. Cái đầu vãi vậy. Mày nhờn. Nhờn bị nu nu à. Tốc anh em. À chạy. Em quên mất phải lấy cái điểm đi trên sông chứ lấy nhầm điểm rồi. Mày. Cái gì vậy trời? Trời ơi, lái xe. Lái xe thì còn gì để chê không? Sắp lên 6 rồi đó. Giết một thằng là lên là 6 nè. Đây chưa lên còn một xíu nữa. Nu nu địch. Nu đúng sở trường của tôi đấy, đúng sở trường của tôi đấy. Thôi tha đây, tha đây, tha đây, tha đây. Trời ơi. Kia lăn. Ấy. Hello. Ui, quên mất là lăn trúng con này nó dừng lại. Cứ nghĩ là lăn được qua ấy, là cứ đi qua thôi. Con què vậy? Nope. Mày. KS bắt đây. Ấy, cái hút trượt kìa. Mày nhờn, mày nhờn với Nunu, mày nhờn với Nunu. Lại la, lại la. Mày nhờn với Nunu. Mày nhờn với Nunu. Chúng mày nhờn với Nunu. Chúng mày nhờn với Nunu. Trời ơi. Đó làm sao được. Mày né.
phi két. Trời ơi, con Dudu này là con Dudu gì? Có thằng nào đây đúng không? Đi đâu rồi? Ê! Cho bố cái địa chỉ. Quá nè, mấy thằng Hecarim mày chắc say lên rồi đó. Đi đâu? Đi đâu đây, đi đâu đây, đi đâu đây? Đi dưới không? Ui, nó đi lên trên. Không sai anh em nhìn mình chặn đầu Hecarim mà. Ui, nó đẩy bên kia rồi. Mình vẫn chặn đầu được. Quá, sao tốc biến quay lại nữa. Thằng quỷ này. Ôi chết, team mày toàn tổn tổ lái không à? Nunu không phải Hecarim. Hai con tổ lái luôn mà. Thôi! Thôi! Anh xin ra đây giúp tôi thôi. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Uầy 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 uầy. Cho nó cạp cái. Cho của nó. Ôi hết rồi. Ghê đấy, ra đây chơi nào. Ui, hồi phát nghịt máu nữa anh em ơi. Mày tổ lái. Quá con rào sớm hơn là được rồi, đúng là hơi trễ. Chạy đi mày, chạy đi. Con mày chạy đường nào? Đâu rồi ta? Dưới. Wow. Game là dễ. Đây đâu mày chạy nó ping Nunu mà nhiều Nunu quá, biết ping ai đâu, chắc là ping mình rồi đó. Cái gì nó chắc rồi. Em nhìn nó lan đâu mệt. Ủa cái gì. Đậu dây tụi bay. Nhìn nó lăn trắng cả mặt. Đúng kiểu ngũ mã phanh thây anh em. Vào đây có 4 con à. Tứ mã phanh thây. Nhìn cái này có đi chạy tấu hai với lại. Sao anh em? Mình lăn nè. Mình lăn đến nhà luôn thì phải lăn từ chỗ này. Đó, lăn từ chỗ này. Lăn đến nhà nó. Mà không biết là có ai ở nhà hay không. Hay mà nó đi đâu hết rồi. Nó đi support hết rồi. Em phải lăn support thôi. Wow.
chóng mặt đấy. Ui, chết hết Hagrid rồi còn đâu. Nó có đu được Hagrid đâu sao được. Nhắm tên đồng đội của mình đây bị nguy hiểm. Anh ba Sài Gòn tới đây. Tôi xin mạng em ạ. Đã rồi. Không biết anh em biết sao. Đi em Baron. Đồ hàng rồi. Đáng nghe anh em biết sao, phải đi em Baron xong rồi kiếm một thứ giả, xong rồi thả thứ giả vào trong nhà nó, xong rồi bắt đầu đi vào nhà nó rờ, hợp lý không? Lúc đấy thì nó lại là đẹp vãi đái.